Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Ngày qua, căng thẳng Biển Đỏ tiếp tục leo thang khi lực lượng Houthi liên tục tập kích chiến hạm của Mỹ tại khu vực. Được biết, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa, drone và xuồng tự sát nhằm vào khu trục hạm Mỹ trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, số vũ khí này đã bị đánh chặn. Cụ thể, phát ngôn viên Houthi, ông Yahya Sari cho biết, Hải quân, không quân và lực lượng tên lửa của chúng tôi mở chiến dịch quân sự nhằm vào hai khu trục hạm Mỹ trên Biển Đỏ. Người này cho biết Houthi sử dụng nhiều tên lửa diệt hạm và phương tiện không người lái trong vụ tập kích. Bên cạnh đó, ông Sari tuyên bố vụ tập kích nhằm cổ vũ người dân Palestine đang bị đàn áp và đáp trả hành động gây hấn của Liên quân Mỹ, Anh nhằm vào đất nước chúng tôi. Ông cảnh báo Houthi không do dự mở rộng chiến dịch nhằm vào tất cả mục tiêu thù địch tại khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, CENTCOM, cùng ngày thông báo lực lượng trực thuộc bắn hạ một tên lửa đạn đạo diệt hạm và 3 máy bay không người lái, drone, tự sát vào buổi chiều. Số tên lửa và drone nói trên do Houthi phóng nhằm vào khu trục hạm USS Carney trên Biển Đỏ, không gây thiệt hại hay thương vong cho chiến hạm Mỹ. Lực lượng Mỹ vào buổi tối đã hạ 3 tên lửa diệt hạm và 3 tên lửa mặt nước không người lái, USV, phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen. CENTCOM tuyên bố các vụ đánh chặn nói trên nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải, giúp các vùng biển quốc tế an toàn hơn đối với chiến hạm Mỹ và tàu hàng. Cùng ngày, hãng vận tải MSC có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết tàu hàng MSC Sky 2 của họ trúng tên lửa ở vị trí cách thành phố Aden, Yemen 135 km và eo biển Bab al-Mandeb 275 km về phía đông nam. Vụ tập kích gây ra đám cháy nhỏ trên tàu Sky 2, ngọn lửa đã được dập tắt và không thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương. Tàu Sky 2 đang tiếp tục hành trình tới Djibouti và thiệt hại sẽ được đánh giá thêm sau khi phương tiện cập cảng. Lực lượng Houthi trước đó thông báo tập kích tên lửa tàu MSC Sky của Israel trên biển Ả Rập, đòn đánh trực diện và chính xác. Theo hãng an ninh Embraer có trụ sở tại Anh, phương tiện được ghi là do công ty SIEM Integrated Shipping Services của Israel vận hành, song đây có thể là thông tin đã lỗi thời. Sau khi chiến sự tại dải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Houthi nhiều lần dùng drone, tên lửa tập kích Israel và tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với nước này. Các đợt tập kích khiến Mỹ và Liên minh châu Âu EU phải thành lập hai nhóm chuyên trách để đối phó. Mỹ và Anh nhiều lần tấn công vị trí Houthi, triển khai hoặc cất giữ radar, drone và các loại vũ khí chống hạm, song chưa thể ngăn lực lượng này tập kích tàu hàng. Trong khi đó, nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi, với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn. Sau nhiều ngày lênh đênh trên Biển Đỏ vì tên lửa của Houthi đánh trúng, tàu chở hàng mang tên Rubima treo cờ Bali thuộc sở hữu của Anh đã chìm vào ngày 2 tháng 3, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa môi trường. Vụ tàu chìm xác nhận bởi chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh UKMTO. Cụ thể, thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết con tàu bị chìm vào ngày 2 tháng 3. Cùng với việc công bố hình ảnh về con tàu đắm, CENTCOM nhấn mạnh rủi ro có thể xảy ra với môi trường biển cũng như hoạt động hàng hải trong khu vực. Theo đó, quân đội Mỹ cho biết khoảng 21.000 tấn phân bón amoni phosphat sunfat trên tàu đang gây ra rủi ro cho môi trường ở Biển Đỏ. Tàu chìm cũng gây ra nguy cơ va chạm giữa mặt nước với các con tàu khác đi qua tuyến đường biển tấp nập này. Mặc dù được bao quanh bởi các sa mạc khô cằn, Biển Đỏ lại sở hữu một hệ sinh thái biển đa dạng đến đáng kinh ngạc. Nơi đây là mái nhà của hơn 300 loài san hô và hơn 1.000 loài cá. Theo Học viện Hàn lâm Khoa học California của Mỹ, việc lượng phân bón khổng lồ tràn ra Biển Đỏ là mối đe dọa nghiêm trọng với sinh vật biển. Hãng tin Reuters dẫn lời giám đốc Ali Ansawami của Trạm Khoa học Hàng hải thuộc Đại học Jordan. Ông Ansawami giải thích rằng sự quá tải chất dinh dưỡng trong môi trường nước có thể kích thích tạo sinh sôi quá mức và sử dụng nhiều oxy trong nước, khiến các sinh vật biển khác không thể tồn tại. Hiện tượng này được gọi là phú dưỡng, eutrophication. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Sichan Tony Wang từ Khoa học Trái đất và Môi trường thuộc Đại học Boston của Mỹ nhận định tác động tổng thể đến môi trường còn phụ thuộc vào cách dòng hải lưu làm phân tán lượng phân bón này, cũng như cách phân bón tràn ra từ con tàu gặp nạn. Ông Ansawami kêu gọi các quốc gia ven Biển Đỏ khẩn cấp thông qua một kế hoạch nhằm thiết lập chương trình giám sát các khu vực bị ô nhiễm, cũng như áp dụng một chiến lược làm sạch. Cũng trong ngày 2 tháng 3, tổ chức Greenpeace cảnh báo việc hàng chục ngàn tấn phân bón tràn ra biển sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái, từ đó có thể ảnh hưởng đến sinh kế của các cộng đồng ven biển.
tổ chức này có gọi đội ngũ chuyên gia cần ngay lập tức đến hiện trường tàu đắm để đánh giá tình hình và nhanh chóng đưa ra các biện pháp ứng phó. Trước đó, thông tin từ quân đội Mỹ cho hay vụ tấn công của Houthi vào tàu Rubima hôm ngày 18 tháng 2 đã làm hư hại đáng kể con tàu và để lại vệt dầu loang dài khoảng 29 km. Vào năm 2023, khu vực này đã tránh được thảm họa môi trường khi Liên Hợp Quốc thành công loại bỏ hơn 1 triệu thùng dầu từ một tàu chở dầu bị bỏ lại ngoài khơi Yemen. Được biết, Rubima là một con tàu đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm 2023. Houthi tuyên bố hành động của họ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza. Theo chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen, con tàu Rubima đã lên đèn suốt 12 ngày sau vụ tấn công hôm ngày 18 tháng 2, mặc dù đã có kế hoạch kéo nó đến một cảng an toàn. Ngoại trưởng Yemen Ahmed Awa bin Mubarak gọi vụ chìm tàu Rubima là thảm họa môi trường mà Yemen và quốc vực chưa từng trải qua trước đây. Ông nói đó là một thảm kịch mới với đất nước và nhân dân của chúng tôi. Mỗi ngày, chính chúng tôi phải trả giá cho sự liều lĩnh của lực lượng Houthi. Nhưng thủ lĩnh Mohammed al-Houthi của lực lượng Houthi lại chỉ mũi dùi vào Thủ tướng Anh Rishi Sunak về vụ chìm tàu Rubima. Theo hãng tin AP, ông đã có cơ hội cứu con tàu MV Rubima nếu đảm bảo các xe tải chở hàng viện trợ có thể tiến vào Gaza. Ông al-Houthi chỉ trích vào cuối ngày 2 tháng 3, không chỉ ảnh hưởng môi trường, vụ chìm tàu Rubima cũng cảnh báo căng thẳng về an ninh và nền kinh tế trong thời gian tới. Khả năng các tàu qua khu vực sẽ buộc phải đi vòng xa hơn và chi phí bảo hiểm cũng sẽ tăng cao, dẫn đến rủi ro lạm phát toàn cầu và gián đoạn các tuyến hàng cứu trợ đến khu vực. Viễn cảnh về một Biển Đỏ lặn sóng ngày càng trở nên xa vời khi mới đây, lực lượng Houthi ở Yemen dọa sẽ tiếp tục nhắm vào tàu hàng Anh sau khi lực lượng này đã tập kích tên lửa, khiến tàu Rubima của London chìm ở Biển Đỏ vào hồi tháng trước. Cụ thể, Hossein Al-Efti, phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao trong chính quyền do Houthi dẫn dắt ở Yemen, viết trên X ngày 3 tháng 3 rằng Yemen sẽ tiếp tục đánh chìm thêm tàu Anh. Anh sẽ phải chịu chi phí cho mọi hậu quả hay thiệt hại. Đồng thời, Al-Efti mô tả Anh là một quốc gia tồi tệ đã tấn công Yemen, phối hợp với Mỹ tài trợ cho những tội ác nhằm vào dân thường đang diễn ra ở Gaza. Trước những lời cảnh báo của phó lãnh đạo lực lượng Houthi, giới chức nước Anh chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Thêm vào đó được biết, cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Yemen được quốc tế công nhận thông báo tàu hàng Anh Rubima bị bỏ lại ở khu vực Nam Biển Đỏ sau khi bị Houthi tập kích vào ngày 18 tháng 2, đã chìm trong đêm ngày 1 tháng 3. Quân đội Mỹ xác nhận thông tin cảnh báo về thảm họa môi trường cho tàu chở lượng lớn phân bón hóa học. Rubima là tàu đầu tiên bị chìm kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông. Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó có thủ đô Sana'a, nhóm đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abdrabbu Mansour Hadi. Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở dải Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Các đợt tập kích của Houthi khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua mũi hảo vọng ở phía Nam Châu Phi với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn. Mỹ và Anh bắt đầu tập kích các mục tiêu Houthi ở Yemen hồi tháng 1 để đáp trả, song chưa thể ngăn chặn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!